Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người cao tuổi tìm đến các lớp dạy chăm sóc trẻ để trở thành những người chăm cháu chuyên nghiệp với mong muốn giúp đỡ con cái của họ vốn đã quá bận rộn với công việc. Lớp học chăm sóc trẻ dành cho người cao tuổi, một điều rất hiếm gặp cách đây 2 năm, được tổ chức tại các trung tâm y tế cộng đồng. Tại đây, họ được học các kỹ thuật hô hấp nhân tạo, massage trẻ sơ sinh, cho ăn và chơi với trẻ. Tôi muốn chăm sóc cho đứa cháu gái vì bố mẹ chúng đều phải đi làm. Tôi bắt đầu đến lớp học này từ 2 tuần trước và học được rất nhiều thông tin hữu ích. Tôi cũng rất vui vì được gặp và chia sẻ thông tin với những người cùng tuổi. Lớp học cung cấp thông tin cần thiết và rất bổ ích cho việc nuôi nấng cháu tôi. Việc ông bà chăm sóc các cháu thay cho cha mẹ chúng ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc bởi nhiều phụ nữ trẻ phải tiếp tục quay lại làm việc sau khi sinh. Bên cạnh đó, con cái thường trả tiền cho cha mẹ để chăm sóc cháu. Con trai và con dâu tôi hỗ trợ tôi về mặt tài chính để giúp trông con cho chúng. Tôi cũng rất thích làm công việc này vì tôi được gặp các con và cháu thường xuyên hơn. Thống kê cho thấy hơn 22% phụ nữ Hàn Quốc đã kết hôn trong độ tuổi từ 15 đến 54 phải bỏ việc với hôn nhân, sinh con, chăm con nhỏ. Vì vậy, việc nhờ ông bà trông hộ là một giải pháp khả thi.